Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Lưu Organ, một kênh YouTube chuyên biệt về dạy đàn organ miễn phí cho mọi lứa tuổi, ở mọi trình độ khác nhau, từ những người bắt đầu học đàn organ đến những người đã học giỏi rồi, tốt rồi, muốn phát triển về hòa thanh, phát triển về cách đệm hát, thì lúc đó trên kênh của Tuấn Lưu Organ cũng sẽ có những bài đáp ứng giúp cho quý vị điều đó. Và còn gì hay bằng, kênh này hoàn toàn miễn phí và rất giá trị. Tôi không dạy trực tiếp ai cả, tôi không dạy online, tôi cũng không bán tài liệu. Tôi chỉ dạy duy nhất miễn phí organ trên kênh Tuấn Lưu Organ và kênh Tuấn Lưu Piano. Nếu như quý vị nào có mong muốn, có nhã hứng tìm hiểu thêm về đàn piano, đánh trên đàn piano, trên đàn organ, thì mời quý vị hãy xem kênh Tuấn Lưu Piano. Ở kênh đó tôi cũng có rất nhiều bài bổ ích dành cho đàn piano. Bởi vì trên hai cây đàn piano và organ nó có một điểm giống nhau, đó là đều là đàn phím và có âm sắc là tiếng piano. Trở lại với bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài luyện kỹ thuật nhưng ở phần bên tay trái. Ở bài trước tôi đã giới thiệu cho quý vị bài bên tay phải, bây giờ ta luyện ở tay trái nữa thì coi như là tay của chúng ta sẽ hoàn hảo. Mặc dù cái bài luyện kỹ thuật thì nó có rất nhiều thể loại khác nhau giúp cho cái tay người chơi đàn nhanh hơn, nhưng chúng ta ở bước đầu chúng ta chỉ cần tập được hai bài này, tay phải và tay trái, đánh liên tục ngày nào cũng đánh, thì tôi tin rằng sau một vài tuần tay đàn của quý vị sẽ tiến bộ vượt bậc. Vậy bên tay trái, quý vị nhìn vào trên bản nhạc, chúng ta sẽ có hai khóa, khóa son và khóa pha. Khóa son dành cho tay phải, khóa pha dành cho tay trái. Thì chúng ta sẽ chia đôi bàn phím ra, bắt đầu từ đây thì nốt đồ này quý vị nhé. Đồ 1, ở trên đàn organ có 8, có 61 phím thôi, thì chúng ta sẽ lấy đồ 1 cuối cùng này, đồ 2 và đồ 3. Đồ 3 này chính là cái đồ ở giữa và nốt đồ của khóa son nó sẽ nằm ở đây, một dòng kẻ phụ sẽ nằm ở đây. Như vậy tính trở lại chuyển phía dưới này, người ta có thể viết được khóa pha. Khóa pha quý vị nhé. Đô si la son fa mi re đồ. Thì nếu quý vị chưa biết về cái cách nhận biết nốt trên khóa son khóa pha thì chắc là quý vị phải xem một cái bài ở bên kênh Tuấn Lưu Piano. Tôi sẽ dẫn link ở cái dưới cái phần mô tả của cái video này để cách nhận biết cái khóa son khóa pha, để quý vị có thể tham khảo để nhìn cho nó nhanh quý vị nhé. Tôi không nói thêm về phần đó, nó đỡ mất thời gian vì tôi đã có cái video tôi nói về điều đó rồi, thì quý vị hãy tập vào cái xem cái đó. Thế thì cái khóa bài này, cái tay bên phải thì đã đơn giản rồi, toàn bộ hợp âm là hợp âm gì, nốt là chồng đến nhau là mi son đô 1 2 5, và hợp âm thứ hai là phà son si. Như vậy đây là hai cái hợp âm chủ đạo mà chúng ta sẽ bấm ở đây, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy bài này chúng ta sẽ cần chú ý là tay trái quý vị nhé, nốt đồ ở đây, tay trái sẽ bắt đầu ở đây, đồ re mi fa son fa mi fa son fa mi fa son fa mi re đồ, nó giống hết cái bài bên tay phải. Bài này nó giống hệt bên tay phải, tuy nhiên người ta đưa ngược sang tay trái quý vị nhé. Và khi tập như thế này thì tay trái chúng ta sẽ khó hơn rất nhiều so với tay phải, bởi vì chúng ta thường thuận tay phải, tay trái chúng ta ngón nó bị yếu đó, chính vì thế mới phải luyện. Chúng ta sẽ bắt đầu với bên tay phải này, chúng ta sẽ bắt đầu với bên tay trái trước này. Đó, quý vị hãy tập cho tôi dòng đầu tiên. Dòng đầu tiên, do re mi fa son fa mi fa son fa mi fa son fa mi re do re mi fa son fa mi fa son fa mi fa son fa mi re do. 4 nốt một đập. Rồi, sau khi tập được tay bên trái rồi, ta sẽ ghép với hợp âm bên phải này. Chúng ta mi son đô, sau đó chúng ta lại có hai dấu nặng, sau đó bắt đầu chúng ta mới phà son si, sau đó về mi son đô, đều là nốt đen hết. Đó, chúng ta chỉ tập một ô nhịp thôi, nhưng mà quý vị đập chân ra thôi.
đi tập lại khoảng 20 lần thuộc ô nhịp này thì ta sẽ đánh sang ô nhịp tiếp theo này. Ô nhịp tiếp theo cũng giống hệt như thế. Bây giờ tôi sẽ đánh cả hai ô nhịp cùng một lúc này. Cái nốt cuối cùng nó sẽ vào cái đầu của ô nhịp thứ hai. Được chưa ạ? Đó, đánh được khoảng 1 20 lần cả cái dòng đầu tiên này rồi. Chúng ta sẽ xuống dòng nhạc thứ hai ở bên dưới. Thì lúc này tay bên trái sẽ là gì? Do mi son mi re son fa re do. Cái này khó hơn một chút nhé, bởi vì cái tay của chúng ta nó sẽ nốt nó sẽ khác nhau. Đánh đi đánh lại như này khoảng 10 đến 20 lần. Thật thuộc rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu ghép vào âm này. Đó, tôi đánh thì dễ nhưng quý vị để ghép được là khó đấy, chúng ta phải từ từ. Sau khi đánh xong hết được cái ô này nhịp này rồi, chúng ta sẽ lại ghép lại từ đầu. Đó, đánh như thế lại khoảng 10 đến 20 lần. Và cái câu cuối cùng của nó chúng ta sẽ đơn giản thôi. Do mi son mi re son fa re do. Son la si do đồ là hết bài. Đó, nó cũng không có gì khó cả. Và sau khi đánh ok rồi, chúng ta sẽ để tốc độ 70 như ở bài kia, chúng ta bắt đầu cho trống vào này. Nếu như 70 vẫn hơi nhanh sẽ phải đưa xuống 60. 60 cho nó dễ. Nhé. Sau đó lên 65, 70, cứ lên 5 cái 1, 75, 80. Và đến cuối cùng chúng ta lên đến 100. 100 thì nhanh lắm quý vị nhé. Cái tay trái này 100 không phải dễ đâu. Đấy, rất nhanh, khó, hai tay vào không phải dễ đâu. Vẫn hơi rối nhịp một chút. 200 à 100 thì có nghĩa là bằng 400. 400 của nốt đen cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà đấy là một móc kép và nó sẽ làm cho cái tay chúng ta sẽ rất là nhanh và linh hoạt. Như vậy, sau khi tập xong cái bài số 2 này tay trái thì chúng ta sẽ tập được bài 1, bài 2 rồi. Và mỗi một buổi học chúng ta ngồi vào đàn organ thì quý vị hãy tập cho tôi thì chạy gam liền bậc do re mi fa sol la si do, nốt đen, nốt đơn, nốt móc giật. Tempo từ 100 trở lên. Sau đó hợp âm giải do mi son đô son mi đô. Nốt tiết tấu nốt đen, nốt đơn và nốt móc giật dành cho cả hai tay quý vị nhé. Sau đó chúng ta sang bài luyện kỹ thuật bài 1 dành cho tay phải. Sau đó sang tay trái. Đó, một buổi chúng ta sẽ tập bằng đấy cái trước đã, khoảng rơi vào khoảng 15 20 phút, sau đó chúng ta bắt đầu đánh cho một bài tác phẩm nào đó. Mỗi một buổi học chúng ta sẽ phải như thế quý vị nhé.
để làm sao để một phần nó sẽ đỡ chán, nó vẫn có cảm hứng. Bởi vì nếu mà từ đầu đến cuối cả một buổi học mà chúng ta cứ kỹ thuật thì nó sẽ rất là nhanh chán. Chính vì thế chúng ta sẽ phải có thêm bài tác phẩm vào. Thì trong cái những video sau tôi sẽ giới thiệu về những bài tác phẩm dễ dành cho những người mới bắt đầu, chúng ta phải làm quen từ từ. Ở phần này chúng ta cứ luyện kỹ thuật cho thật tốt đi. Hy vọng sau khi xem xong video này sẽ giúp ích cho quý vị tập được thêm một cái phần nữa, và ngón tay của quý vị sẽ bắt đầu lại thêm một bước nữa nhanh hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video bổ ích tiếp theo của Tuấn Lưu Organ.